xem giải đua ghe ngò ấu mốc Trà Vinh 2024 nha anh em. Khai mạc cho lúc 12 giờ trưa nay cho xem trận đấu giữa Cầu Kè với Càng Long, trận đầu tiên của hai đội ở giải năm nay, mà chẳng khác nào là trận chung kết với phương thức bốc thăm từng cặp và đấu loại trực tiếp ở cự ly đầu tiên khởi tranh, cũng là cự ly quan trọng nhất 1.000 m nam. Những lá thăm may gửi đã đưa Cầu Kè và Càng Long gặp nhau ngay trận đầu tiên. Chúng ta cùng xem trận đấu này nha. Cầu Kè Càng Long trận đầu tiên cự ly 1.000 m cũng giống như trận chung kết. Rồi, chuẩn bị xem trận cầu đinh xuất phát. Như vậy là trận đấu đầu tiên giữa hai đội Cầu Kè và Càng Long đã chính thức bắt đầu. Trận đấu đầu tiên của hai đội ở giải năm nay ở bốc Trà Vinh 2024 mà chẳng khác nào trận chung kết. Và chúng ta dễ dàng nhận ra trong trang phục màu trắng đó là Cầu Kè, còn trong trang phục màu xanh quen thuộc đó là Càng Long. Hai đội đã bứt tốp ngay từ đầu, chúng ta thấy quyết liệt ngay từ đầu. Nhưng chưa nói điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù về bản lĩnh, về đẳng cấp thì Càng Long luôn được xếp hơn, nhưng mà chúng ta biết năm nay Cầu Kè là có gà ngò đống mới, và sau những lần không thể vượt qua được Càng Long trong những trận chung kết thì anh em Cầu Kè càng quyết tâm. Chúng ta thấy dường như là mũi gà Càng Long anh em đã có một sự chích chọt nhẹ rồi. Trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Như Quốc Khởi nói từ đầu, trận đấu đầu tiên của hai đội nhưng chẳng khác nào trận chung kết ở cự ly 1.000 m này. Ở góc quay này thì chúng ta cũng chưa thấy điều gì sẽ xảy ra. Hiện nay thì chúng ta thấy Càng Long đã mũi ghe của anh em đã đi thẳng hơn rồi, trong khi anh em Cầu Kè thì chạy sang trái một chút. Xứng đáng là hai đội ghe mạnh nhất của Trà Vinh trong những năm gần đây. Đã có một chút chệch chọt trong tay lái của các vận động viên Cầu Kè, rất là tiếc. Cầu Kè trong trang phục màu trắng, còn Càng Long màu xanh quen thuộc. Tiếp tục anh em, may mắn quá đã có tín hiệu rồi. Hiện nay thì chúng ta thấy là Càng Long đã nhỉnh hơn một chút, lại đứng rồi. Càng Long đã nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên vẫn còn hy vọng. Càng Long đã nhỉnh hơn một chút nha anh em. Giờ thì chúng ta thấy là Càng Long đã nhỉnh hơn, Càng Long đã nhỉnh hơn. Vẫn như những trận đấu trong những năm qua giữa hai đội này, xuất phát quyết liệt với nhau và hơn nữa đường đưa thì bắt đầu Càng Long vượt lên, Càng Long vượt lên, Càng Long vượt lên, và bây giờ cũng vậy. Chúng ta thấy anh em trong trang phục màu xanh, Càng Long đã nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên chỉ là nhỉnh hơn một chút thôi anh em. Ở góc quay này thì chúng ta thấy cực kỳ hấp dẫn, Càng Long chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Cầu Kè vẫn đang bám đuổi quyết liệt, Càng Long vẫn nhỉnh hơn một chút, Cầu Kè vẫn đang bám đuổi quyết liệt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ thì khoảng cách càng ngày càng xa hơn rồi, nhích hơn rồi, nhích hơn rồi anh em. Vẫn như những năm gần đây, có thể kết quả cũng không có nhiều thay đổi. Càng Long càng ngày càng bước lên, Càng Long càng ngày càng bước lên, và chúng ta thấy rõ ràng đích đến đã hiện ra rồi. Một lần nữa đã không có bất ngờ nào xảy ra, đội ghe được đánh giá cao hơn, bản lĩnh hơn, giành xuyên suốt chiến thắng trong những năm qua, một lần nữa đã vượt qua Cầu Kè. Như vậy là anh em Càng Long là những người đi tiếp ở cự ly 1.000 m. Rất là khen ngợi anh em Cầu Kè đã nỗ lực bám đuổi quyết liệt, tuy nhiên một lần nữa thì anh em đã không thể vượt qua được Càng Long. Càng Long vẫn là Càng Long, và vượt qua chướng ngại vật có thể xem là lớn nhất này, Càng Long sẽ băng băng đến trận chung kết và có tiếp tục là giành chức vô địch nữa hay không anh em. Chúng ta cùng xem nha. Còn bây giờ thì đây là trận đấu được xem như chờ đợi nhất của cự ly 1.000 m. Chiến thắng cuối cùng chúng ta thấy rõ ràng đã thuộc về Càng Long. Càng Long một lần nữa đã giành chiến thắng trước Cầu Kè.